Lần nào hát đi đu đưa đi là cũng vậy đó. Trời ơi,
Dạ. Đừng quá trời. Nãy giờ chị đi cạnh máy rồi. Chị ơi. Tắt cái áo kìa. Nãy giờ tao ngủ mà. Chị tỉnh chưa? Ngủ mà. Ủa em tưởng chị chơi. Chơi cái gì? Chơi cái đó đó. Cái đó là cái gì em? Chơi đập cái đó. Đập cái gì em? Đập cái giống chó gì đó. Em tưởng chị chơi đó chị dính. Trời ơi em sợ gần chết luôn á. Em không cái nước cống á, nước gì mà thối dữ không vậy? Nước lọc, nhưng mà em nói chị nghe hồi chiều nó ăn bún đậu mắm tôm. Mẹ ơi, dính con cừu nè. Trời ơi, trời ơi. Chạy, chạy, chị có miếng hẹ, nhà có miếng hẹ giúp trẻ răng chị kìa. Răng bà hả bà? Ê, không ăn, muốn bấm. Lên nhạc anh ơi. Quý vị ơi, 30.000 đồng thôi quý vị. Dạ rồi, dòng lại đây có hai. Bây giờ có hai anh, thì bây giờ hai anh nha, dìu chó ở lộn mà dò chéo lại với em giùm em nha. Mày trời, mày hổ quá trời rồi. Đó, bây giờ anh đồng giùm em mã dòng loại ha, với 4 con số hàng ngang ha. 1331. Mã dòng loại 1331. Dũng dòng loại 12. 12 có 1. 20. Có 2. 34. Có 3. 59. Hợp gì? Rồi, hợp lại luôn. Hay quá nên anh đọc giùm em cái mã trong loại luôn. Xuất 1533. 1533 đúng rồi. 2. Có 1. Có 2. Có 4. Có 3. 59. Hợp lệ. Rồi bây giờ hai anh đã dò với nhau rồi. Mình đã là công bằng, ai cũng có những con số trên hết trơn ha. Rồi bây giờ xong rồi về. Nhiệm vụ của hai anh là dò với nhau thôi đó. Xong về đi. Hôm sau là 30 ngàn đó. Gì vậy? Cái vậy nè. Cái gì phải làm? Rồi, bây giờ đó hai người chia ra ha. Chia hay là... Dạ bây giờ là chia ra người nhân phân hay là quay số. Rồi. Ok, là ai bé đấy à? Tôi lấy bà còn lấy vàng. Trời ơi, gan trời vậy má. Đó, chia đi. Chia đi, khúc chia gì? Trời, khúc chân đi quý vị. Nhưng mà chị ba bây giờ quá trời nhiều khúc luôn nha. Rồi, cho vàng thì mẹ bói cho anh. Số đang nhận cái phong bao lì xì. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Rồi cả nhà mình ơi, song song đó cái đẹp cậu bố phục vụ này á, hai cụ đội mới trở về và 30.000 đồng cho cô chú anh chị mình dễ chơi dễ trúng. Em gì cho mình đó là 5 phần vàng đến từ nhà đẹp.